mình sẽ chia sẻ cho những bạn nào chúng ta chưa đi nước ngoài lần nào mình biết một cái quy trình đi nước ngoài nha. Vì đầu tiên là mình đến sân bay, sau đó mình sẽ tìm cái quầy thủ tục mình mua vé, ví dụ như hôm nay tôi mua vé Vietjet và mình lấy được một cái thẻ lên tàu, người ta gọi là cái boarding pass. Sau khi lấy xong rồi thì mình có thể đổi tiền nếu đi quốc tế. Bây giờ tôi đang đổi tiền từ tiền Việt Nam qua tiền đô, sau đó mình sẽ qua một cái phòng rất là quan trọng, các bạn phải xuất cảnh, có nghĩa là bạn là người Việt Nam và qua đó đóng một cái mộc, nghĩa là bạn hiện tại trong thời gian đó bạn xuất cảnh đi nước khác. Là qua bước xuất cảnh thì trong quá trình này mình lại gặp được cái chị hồi nãy đó. Chị biết mình trên TikTok rất là vui, cảm ơn chị đã nhận ra em nha. Sau đó sau khi mình xong rồi thì mình sẽ coi cái vé của mình lên cái chỗ ghế chờ, mình ngồi và lên xe buýt và ra máy bay. Máy bay bắt đầu cất cánh rồi thì lên máy bay lúc nào cũng vậy, tùy theo hãng, có những hãng họ lo luôn đồ ăn, hãng này không lo thì mình đã đặt trước đồ ăn rồi thì các bạn có thể ăn đồ ăn ở trên này. Sau đó mấy bạn sẽ ngồi đọc báo gì đó hoặc là ngủ, tùy các bạn, hầu hết là mọi người sẽ ngủ. Sau đó mình sẽ ngồi chờ đến khi máy bay có hạ cánh thôi. Đi Malaysia thì khoảng 2 tiếng nhưng mà do trái múi giờ nữa thì cộng lại thì khoảng là 3 tiếng. Rồi đến nơi rồi thì mình sẽ đi vô bên trong. Lúc này gặp lại một cái cô khách quen nữa, cô là một trong những người bán xi măng lớn nhất ở dưới Long An. Nói chung là cô này là một trong những VIP rất lớn, khách hàng của công ty mình. Rồi tiếp theo là check in với đồng bọn của mình ngay tại sân bay. Rồi mình sẽ đi cái xe buýt di chuyển vào trong cái chỗ để mình nhập cảnh. Hồi nãy là tại Việt Nam là mọi người đã xuất cảnh rồi đúng không? Thì qua là phải nhập cảnh vô, nghĩa là bạn đang hiện tại trong thời gian đó bạn đang ở Malaysia để người ta biết rằng bạn ở đâu, chứ nhiều khi mình cứ vong linh không biết ở đâu đúng không? Rồi sau khi nhập cảnh xong rồi thì mình sẽ đi ra ngoài làm những cái thủ tục quan trọng còn lại, đem cái tiền đô hồi nãy đổ qua tiền Malaysia vòng vòng, thay vì có tiền đô cầm ở đây luôn mình không có. Rồi đó, qua đây đổ qua tiền Malaysia, sau khi đổ qua tiền Malaysia xong rồi thì mình phải đi mua một thứ quan trọng, đó là cái sim. Tại qua đây không có sim thì sẽ không dựng clip cho cả nhà coi được hoặc liên lạc về công việc. Rồi tiếp theo mình sẽ đi ra ngoài đường và di chuyển phương tiện bằng taxi đi về khách sạn của mình đã book sẵn. Thì những cái cách book như thế nào thì sau này mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người cái hành trình đó sau. Còn clip này mình có coi social nhanh là tứ đi như thế nào nha. Lên taxi ngồi nói dóc với ông taxi cũng rất là vui. Nói chung là mỗi lần đi là mỗi lần tập tiếng Anh mà. Mọi người cứ tập đi nói chung vui lắm. Ngắm cảnh các kiểu rồi về phòng lấy phòng khách sạn xong, dự kiến là tối nay thì nếu mà kịp thời gian thì sẽ đi động Ba Tu luôn, còn không thì sáng mai đi. Nhưng mà chắc chắn là tối nay phải đi chợ đêm và ăn uống ở đây. Nói chung là một ngày và hai ngày và ba ngày ở Malaysia như thế nào mình sẽ chia sẻ cho mọi người coi. Đây là quốc gia mà đã đến đây rất nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu tiên đến, nhưng mỗi lần đến là mỗi lần có cảm xúc khác nhau, là bởi vì mỗi lần đi sẽ có một cái ý nghĩa và cái câu chuyện khác. Nghề trang trí cưới mà, nghề tổ chức sự kiện là cái nghề phải đi nhiều, học nhiều, biết nhiều, mở mang kiến thức. Mình không đi sẽ không biết. Và Tứ cũng đã đánh dấu rất là nhiều nơi mình đi, mình còn khoảng 3 nước nữa là mình sẽ hoàn thành được cái việc đó là đi hết Đông Nam Á. Còn những cái nước như Á hay Nam Á thì đã đi nhiều lắm rồi. Nói chung là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái hình trình đi nước ngoài của mình như thế nào. Mùa này thì hơi ế ẩm cho nên là mình đã bắt đầu đi mà quay lại cho mọi người xem trải nghiệm. Mấy lần dạo này mình cũng gọn gọn lại, mình muốn đi lại hình ảnh lại cho nó tốt. Hy vọng là cả nhà sẽ luôn đồng hành và yêu thương Tứ cũng như là coi những clip mà Tứ chia sẻ nha. Cái phòng khách sạn mình đang book ở đây thì giá nó cũng không quá mắc đâu, nó là 4 sao. Nhưng mà giá nó không quá mắc, mình sẽ làm những tập trải nghiệm và chia sẻ cho các bạn và cách thức book. Lưu ý cho mình, đây là cái là tập mà mình sẽ chia sẻ dành cho những ai chúng ta chưa từng đi nước ngoài lần nào. Còn những anh chị đi quá sành sỏi rồi thì thôi em không dám nói nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều mà Sam Anh Tứ ạ. Chuyên chia sẻ những clip về hậu trường nghề trang trí cưới do chính Tứ làm và hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng với kênh chia sẻ của Tứ.